Trúc Linh kính chào khán giả Người Việt TV. Chắc là quý vị nhận ra người đứng bên cạnh Trúc Linh là ai rồi phải không ạ? Nhưng mà cho Trúc Linh xin giới thiệu một chút. Đây là Á hậu Băng Châu, chị đồng thời là diễn viên, người mẫu và là ca sĩ. Chào chị Băng Châu. Băng Châu chào Linh và Băng Châu mến chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Trúc Linh hẹn chị đi uống cà phê. Chị có biết là vì sao? Thật sự thì hôm nay Châu cũng không biết là lý do gì thì Trúc Linh hẹn Châu ra uống cà phê. Mà không biết là mình sẽ nói về cái đề tài gì vậy Trúc Linh? Không có gì quan trọng đâu chị. Có lẽ là mình sẽ tám về chủ đề từ Sài Gòn cho đến Little Sài Gòn. Bởi vì thực ra thì có nhiều khán giả cũng chưa có hình dung được là cà phê, quán cà phê ở Little Sài Gòn như thế nào. Cho nên là nhân tiện này thì Trúc Linh cũng muốn giới thiệu đến mọi người cái các quán cà phê ở Little Sài Gòn. Dạ. Châu nghĩ là nếu mà tám từ Sài Gòn cho tới Little Sài Gòn thì chắc là cũng nhiều chuyện để tám lắm đây. Dạ, xin mời quý vị vào bên trong quán cà phê với Trúc Linh. Dạ, mình ngồi đây nha. Chị thấy quán cà phê này thế nào? Quán này dễ thương á. Cái ly của chị rất là màu sắc, chị uống gì vậy? Em nhìn thấy đẹp không? Đẹp, đẹp và có vẻ như là nhìn như là da ua hay sao? Yogurt đúng không? Trúc Linh giỏi quá. Châu kêu ly da ua trái cây á. Uống cho đẹp da. Mà hồi nãy nghe nói là chị có vài lần đến uống cà phê này rồi, mỗi lần chị ua chị đến chị đều uống như thế này đúng không? À không, mỗi lần mà Châu đến tiệm cà phê này thì mỗi một lần Châu uống một cái loại nước khác nhau và Châu thấy là nước nào cũng ngon hết. Sở dĩ mà Trúc Linh hỏi chị như vậy là bởi vì thấy chị có làn da rất là đẹp. Cho nên mắc là hỏi có phải là lúc nào chị cũng uống yogurt hay không? Cảm ơn Linh. Tại vì Châu thì thích yogurt, như thích trái cây. Và một ngày thì uống cũng rất là nhiều nước, uống 2 lít nước một ngày. Wow. Cho nên là hả? Da cho nên thì... là lý do tại sao mà da chị rất là đẹp. Trở lại cái chủ đề đi uống cà phê của mình thì chị nhìn thấy quán cà phê này như thế nào? Nếu mà một cái sự so sánh với các quán cà phê ở Sài Gòn. Quán cà phê ở đây thì Châu cũng tới đây mấy lần rồi. Thì Châu thấy quán cà phê giữa cà phê ở Việt Nam và quán cà phê ở Sài Gòn thì nó khác nhau. Ở đây thì Châu thấy nó nhẹ nhàng, nó ấm cúng hơn. Và khi mà không có quá đông người nữa đúng không? Đúng rồi, không có quá đông người. Và khách mà tới đây uống thì đa phần Châu thấy là những người hơi đứng tuổi hơn tí xíu. Còn như ở Sài Gòn thì là các bạn trẻ tới rất là nhiều. Và mở nhạc thì cứ là mở nhạc ầm ầm. Và cái không khí mình ngồi nói chuyện thì nó cũng rất là khó. Tại vì ở đây thì trong cái vùng Little Sài Gòn của mình thì có rất là nhiều quán cà phê. Cũng cái thiết kế thì cũng tương tự như ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà như chị Băng Châu nói thì ở đây là đúng là cái khách mà đến quán cà phê thì đa số là người có tuổi một chút. Với những cái người có thể là retire hoặc là lý do gì đó em không biết. Nhưng mà đại khái là có tuổi một chút. Còn ở Việt Nam mình, đặc biệt ở Sài Gòn thì nhiều bạn trẻ hơn. Ở đây thì mình vẫn có thể gọi thức ăn, có thể mình gọi cho thức ăn y chang như ở Sài Gòn vậy á. Thì Châu có tới đây và có lần thì uống nước và có hôm thì cũng kêu thức ăn. Thì Châu thấy là cũng có nhiều món cũng giống như ở Việt Nam. Ví dụ như là hả, bún chả giò hoặc là bún thịt nướng. Những cái món rất là dễ ăn, hoặc là cơm bò lúc lắc. Rồi các nước uống thì cũng có đa dạng nước uống. Và một cái điều ở đây, không biết là chị Băng Châu có để ý hay không, nhưng mà đa số các quán cà phê là họ đều đóng cửa vào tầm khoảng 5-6 giờ chiều. Cũng có một vài quán họ mở cửa đến tối, 8-9 giờ tối, nhưng mà ít lắm. Đa số là 5-6 giờ chiều thôi, chứ không phải như ở Sài Gòn mình mở cửa đến nửa đêm, phải không chị? Thì cho thấy đó là cái sự khác biệt giữa quán cà phê ở Little Sài Gòn và quán cà phê ở Sài Gòn ở Việt Nam. Là quán cà phê ở Việt Nam thì mở cửa từ sớm. Có nơi mở cửa từ 6 giờ sáng, có nơi mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới tối luôn, tới 10 giờ tối luôn. Và đó là sự khác biệt. Chị biết không, chị Băng Châu biết không, là Trúc Linh có một vài người quen, người trẻ thôi, khi mà họ về Việt Nam chơi đó, thì khi mà họ quay lại họ hỏi là tại sao mà ở Việt Nam người trẻ ra quán cà phê ngồi nhiều như vậy, người ta làm gì ngoài quán cà phê. Thật ra một câu hỏi rất là khó trả lời, bởi vì mình không thể nói là người ta ra đó ngồi chơi. Thực ra cũng có nhiều người làm việc đúng không? Rồi có
ví dụ như mấy lần mà trước đây ở Việt Nam mà Trúc Linh hẹn chị để phỏng vấn á, thì mình cũng đều ra quán cà phê mình ngồi mình nói chuyện làm việc với nhau. Cho nên là mọi người ra quán cà phê có rất là nhiều lý do, mà cũng có nhiều bạn là ra chỉ ngồi để mở cái laptop ra để mà xem cái gì đó thôi, nhưng mà thực ra cũng có nhiều người làm việc tại quán cà phê, mà cái đó thì có vẻ là hơi lạ so với người Việt của mình. Những cái người mà sinh ra lớn lên tại Mỹ thì người ta rất là ngạc nhiên. Nhưng mà Châu muốn hỏi Trúc Linh cái này nè, thì Châu không biết đó là ở Little Sài Gòn có những cái quán cà phê mà nhạc ồn hoặc là đông những người trẻ giống như ở Việt Nam không, hay là chỉ có những cái tiệm hoặc là những cái quán cà phê giống như thế này? Phần lớn thì đa số là như thế này. Thì thực ra thì cũng có những cái quán cà phê mà vừa qua báo chí cũng nhắc tới là những cà phê mà của người Việt mình nha. Họ mặc bikini. Ở Sài Gòn mình có không chị? Sài Gòn thì Châu nghĩ là quán cà phê thì không có mặc bikini, mà thí dụ như là những cái quán bar thì buổi tối thì có thể là những cô mặc đồ nó hơi sexy một tí rồi đứng nhảy, rồi khách thì ngồi xem. Còn như quán cà phê mà mặc đồ bikini thì không có. Dạ, ở đây có đó. Ở đây có một vài quán, theo như chú Linh biết ít nhất là có hai quán mặc bikini. Dạ, cho nên là không biết là... Chỉ là mấy quán đó chắc là đông dữ. Có lẽ là vậy, có lẽ là có rất là nhiều quý ông, quý anh tới đó. Và thực ra thì các cái cô gái ở các quán cà phê đó rất là đẹp. Và chúng mình đã nhìn thấy rồi, họ rất là đẹp. Và rất là sexy, cho nên đó là lý do mà có lẽ là họ, cái cách mà họ chủ quán người ta tuyển người á, thì người ta chọn những cô đẹp sexy để mà mặc những cái bộ bikini trong bộ trong quán để thu hút những khách trẻ đến quán, đúng không? Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.